Bà tính giỡn trò gì đây hả? Con chặn số của mẹ đúng không? Nên mẹ gọi cho con không được. Tôi đã nói tôi với bà không có quan hệ gì hết. Nếu vậy sao con còn hại con Thư? Thì ra là lo cho con ghẻ cho nên mới tìm tới tôi. Con hận mẹ thì cứ trả thù mẹ đi. Sao lại đối xử với con Thư như vậy? Còn hại nó chưa đủ sao? Nếu con còn dám làm những chuyện hại tụi nó nữa, mẹ sẽ gặp ông Phát đó. Tôi không có làm. Con thật sự không có làm. Nhưng những gì con Thư nói thì con là người có khả năng hại nó. Bà vẫn như xưa, lúc nào cũng thiên vị. Tin lời con ghẻ chứ không tin tôi. Thậm chí vì bảo vệ tụi nó mà đòi trách mặt tôi. Mẹ từng nói mẹ thương con nhất trên đời. Mẹ chỉ không muốn con gây thêm lỗi lầm nữa thôi. Tôi không phải thằng ngu như hồi nhỏ mà đi tin những lời của bà. Đừng bao giờ làm phiền tôi nữa nha. Thằng khốn nạn kia, hôm nay tao phải đặt cho mày một trận. Mày Thu. Thu, mày đứng đó. Thu, buông em ra. Thôi mà chị, mày nghe lời chị đi. Ai bà điên kia, buông ra. Còn gây chuyện thì tôi báo công an đó. Tới lúc đó đừng có trách tôi. Mày báo đi, tao thách mày đó. Thu, kinh. Mày báo đi. Thu, khốn nạn, đừng sợ khách. Em có gọi điện cho con Phương hỏi cái vụ cái clip của con Thư. Nó nói là do thằng quỷ đó làm đó. Chị mới nói chuyện với nó, chắc không phải nó làm đâu. Nó làm, không lẽ nó nhận? Chị đi tin lời nó nữa chứ. Nhìn biểu hiện của nó, chị tin lần này nó nói thiệt. Cũng như hồi nhỏ, mỗi lần nó bị oan, thái độ nó đều như vậy hết. Hồi nhỏ ý chị nói là lúc tụi nhỏ bị oan thì thái độ cũng như nó vậy. Chị thiệt tình luôn á. Biết đâu nó đóng kịch thì sao. Thôi mình về đi.